Hiện tại tại trung tâm thì cái mô hình này thì đã quy tụ được các cái nguồn giống trong nước và quốc tế, và bản thân anh em ở trong trung tâm năm nay tạo ra tổng số lượng bây giờ là 167 loài. Thì năm 2019 thì bắt đầu được thành lập và kéo dài đến nay được hơn 2 năm. Trong quá trình 2 năm đấy thì trong sự phấn đấu của toàn bộ anh chị em trong trung tâm thì đã miệt mài nghiên cứu các nguồn gen sen trong nước và các cái dòng sen cổ của Việt Nam như là dòng sen Huế, dòng sen Củ Chi, dòng sen Hồng Hồ Tây và cái dòng sen Đồng Tháp. Ngoài ra thì thấy cái nguồn sen nó còn rất nhiều cái dòng sen phong phú hơn thì trung tâm đã miệt mài là bằng các cái đường không rồi đường xuất nhập cảnh, nhập khẩu các dòng sen từ các nước ngoài để đưa về thuần hóa và phát triển. Và đến giờ phút này thì với 2 năm phấn đấu thì toàn bộ anh em trung tâm cũng đã tạo lên một cái dấu ấn và đã quy tụ và cũng được một phần trong loài sen hiện tại có mặt trên thế giới bây giờ.